Hai mọi người soạn ra cả hai con này xả cho mọi người luôn. Hai con Echo 281 nha, một con tay ngắn một con tay dài. Con này cái nắp ở trên nó mất. Vẫn bóp bình thường nha. Con tay dài. Này cực kỳ giật. Giật được nha, không cứng máy nha. Tụt cái giật. Cái này nó có bao lam luôn. Thì nó về sao mà bán lại thôi mọi người, cũng đồng cảm làm gì. Mấy con này thì rẻ tiền. Này nó cũng có lắp sức đầy đủ đấy. Này nó đã bể cắt vỏ bình thường nhưng mà điều nó bể cái này thôi bình thường. Đây, con tay ngắn này cũng cắt khá là ngon lắm mọi người. Hơi rất là tốt rồi. Cặp này để cho mọi người cặp này để cho mọi người 700.000 nha. 700.000 nha mọi người, không bao ship nha, mua thì chốt rồi khỏi trả giá nha mọi người. Không có, cũng chẳng có cái cặp nào thứ hai đâu, tại vì xả hàng mà. Rồi chào mọi người nhé, 700 không bao ship nha, về sau bán 7.